Ok, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video của Hưng. Và video này Hưng sẽ giới thiệu về VinFast Lux A phiên bản tiêu chuẩn màu nâu. Chiếc có thể nói là còn lại duy nhất hiện tại với cái màu rất là hiếm. Và Hưng cũng sẽ báo giá lăn bánh của chiếc xe này luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần nội dung của video. Hello mọi người, thì hiện tại Hưng đang review con VinFast Lux A phiên bản tiêu chuẩn màu nâu, một trong những chiếc xe màu đang rất là hiếm, và trên kho nhà máy thì nó hiện tại đã hết hàng luôn rồi. Thì nếu như mà anh chị nào xem video của Hưng và có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp cho Hưng để nhận cái báo giá trong tháng 12 này. Và Hưng cũng báo giá lăn bánh luôn của chiếc Lux A bản tiêu chuẩn, đó là 855 triệu lăn bánh nha. Giá này sẽ được tặng thêm khuyến mãi 3 năm bảo dưỡng miễn phí và một vài cái phụ kiện bộ quà của bên đại lý Hưng. Đấy, anh chị có thể liên hệ trực tiếp với Hưng để nhận báo giá. Và bên Hưng có cái chương trình vay tối đa lên đến 90%. 90% thời hạn vay là tối đa là 6 năm. Còn nếu như anh chị nào muốn thời hạn vay 8 năm thì có thể vay được 85%. Đấy. Ở VinFast Lux A bản tiêu chuẩn thì bên Hưng đang có sẵn màu nâu, màu trắng và màu đỏ. Những màu khác thì anh chị có thể đặt và đợi. Những chiếc xe mà Hưng làm video hiện tại tất cả đều là xe 2021 nha. Hiện tại chưa có xe 2022. Xe sản xuất 2022 thì khả năng là sẽ qua Tết hoặc là cuối tháng 1 thì mới nhà máy mới có thể trả xe được. Đấy. Chúng ta không có thể có xe 22 trong cái tháng 12 này được, bởi vì chưa sản xuất mà, chưa có xuất xưởng mà. Đấy, nếu như mà anh chị nào đợi xe 22 thì có thể đặt và đợi thôi. Còn hiện tại bên Hưng những chiếc xe 2021 và 22 thì nó gần như giống nhau hết 100%, nó khác cái số VIN thôi, số năm sản xuất đấy. Ở bản tiêu chuẩn này thì chúng ta sẽ có cái bộ mâm 18 inch và cái lốp Michelin này. Đấy, mâm 18 inch, lốp Michelin. Mâm này thì sẽ không phai xước, chỉ sơn một màu bạc thôi. Và Hưng cũng có một vài video là phai xước mâm cũng như là sơn đen mâm. Nếu như mà sơn bên hãng thì bên Hưng chỉ có sơn nguyên một màu thôi, không có sơn phai xước nha. Sơn nguyên một màu giống như những chiếc pha điêu mà Hưng làm đấy, không có sơn phai xước. Màu nâu thì sẽ khá là phù hợp với các anh chị ở độ tuổi trung niên, nhưng mà lâu lâu cũng vẫn có khách hàng trẻ tuổi mua màu nâu. Đấy, màu nâu thì sẽ rất là sang trọng và đây, chúng ta sẽ thấy nó sẽ không có cũ. Màu đen thì Hưng thấy là nó sẽ nhanh cũ hơn so với cái màu nâu này, nhưng mà màu nâu thì rất là đẹp nha. Phiên bản tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ không có camera 360 độ nằm ở đây, cũng như là không có cảnh báo điểm mù ở góc chữ A. Đấy, VinFast Lux A sẽ không có nút mở cửa ở ngầu xe ở bên phụ. Đấy, rất là nhiều người đang nói về vấn đề này, rất là nhiều anh chị hỏi tại sao lại không có như này. Lốp sau cũng như vậy, cũng là lốp Michelin và với cùng kích thước là 245/45R18 nha. Đây, 18 inch, độ mỏng của lốp khá là mỏng đấy, 45% thôi. Và mâm thì cũng rất là đơn giản, mâm sơn một màu đấy, nguyên bản luôn. Đây là phía sau xe, chúng ta sẽ không có cái ống xả ở hai bên, chỉ chúng ta chỉ có một bên bên tài thôi. Đấy, và bên phụ thì mình sẽ về và mình đổ lại để nó được đối xứng hơn, có sẵn camera lùi và cốp bằng cơ, bởi bằng cơm. Ở phía sau thì chúng ta sẽ có bốn cảm biến, có cảm biến nha. Và ghế thứ hai rất là rộng rãi. Bây giờ Hưng sẽ mở thử cho mọi người xem. Thì ở VinFast Lux A một mẫu sedan hạng B, hạng E thì nó sẽ có cái độ rộng rãi khá là, đây Hưng một mét gần 1.8 nha, chúng ta có thể thấy là nó dư đến một gang tay. Đấy, và
thậm chí là cái ghế phía trước này nó chưa có căn chỉnh phù hợp, thậm chí nó sẽ trượt tới phía trước nữa. Nhưng Hưng có thể thấy đây, nó đang rất là rộng đấy, chúng ta có thể trượt tới và ngồi thoải mái hơn. Đây, khu vực cần số này, ở phiên bản tự chủ sẽ không có sạc không dây, không có cảnh báo điểm mù, cũng như là loa sẽ có 8 loa thôi. Và ghế da cơ bản này, một màu này là màu đen tiêu chuẩn. Ghế thì sẽ chỉnh điện, chỉ chỉnh gọi là lưng ghế và chỉnh lan xuống, chứ không có chỉnh tới lưu được. Tới lưu chúng ta phải dùng một cái lãi bằng cơ. Đấy. Ở phía sau thì chúng ta sẽ có cốc sạc này 12.6V và cái cốc sạc 230V này. Cái này có thể giật điện được nếu mà đề máy, vì nó là cổng sạc 230V rất là nguy hiểm. Đấy, chúng ta có để một cái dấu thanh thang rất là nguy hiểm này, 230V và 50Hz. Đấy, với công suất là 150W. Đấy, khá là mạnh nha. Hiện tại thì bên cửa hàng của Hưng đang có đúng một chiếc màu nâu này. Và nếu như mà anh chị nào đang có cái nhu cầu quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với Hưng để có thể nhận báo giá tốt nhất. Rồi, ok, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau.